Em xin chào anh khách hàng ở đường Hùng Vương, Quang Trung, Kon Tum, thành phố Kon Tum. Có đặt MAC25 màu vàng gold và dây líp 3 màu. Dây líp 3 màu, hôm nay em sẽ nói lại một lần nữa dây líp 3 màu, để nhiều khách hàng không hiểu nói em bị ai hay làm gì để cho bán thêm dây 3 màu và gắt chia tai nghe, là em cũng nói sẵn luôn. Đây là cái dây ba màu hát để dành thu âm cho mình, là một dây ba màu như thế này và một cái gắt chia như thế này. Hai cái món này là 114.000 vốn của em. Em nhắc lại là 114.000 vốn, nhưng mà khách hàng đã mua hàng mít thì em tính 100.000 thôi là sẵn mình chuyển đi, nên em mắc lãi thêm 14.000, có rồi nói rõ nha. Còn mà khách hàng cầm 100.000 ra ngoài thị trường thì mua không có đâu, mua không được đâu. Nên em cũng nói rõ luôn để khách hàng hiểu em phải làm cách nào để BI mà để bán thêm dây ba màu không có. Tại vì khách hàng mua em ít có tư vấn cái vụ dây lắm. Mình tư vấn cái vụ dây này thì mình mắc lời thêm mười mấy ngàn. Nên em ít có sử dụng lắm. Em muốn phiên những người hát hay như thế này để cho hát câu lạc bộ em thôi. Còn mà khách hàng nào mà trả giá quá thì em sẽ không có bàn cái vụ dây ba màu này đâu. Cái đó em nói rõ ha. Rồi bây giờ em sẽ ghim vô em hát luôn cho anh. Test âm thanh cho anh trai nha. Mở nguồn đè vô 3 dây nha anh nha, 3 dây như mỗi nguồn điện thoại, buông ra. Hiện tại mặc định chế độ là số 1 ha. Anh ấn một cái nữa giúp cho em nha. Anh nhớ giùm em hát cái chế độ số 2 cho em đi nha. Số 2 nha. Rồi dây lỗ dây bên phải là mình găm vào điện thoại phát nhạc nha. Đây cái bát phát nhạc nè. Rồi lỗ bên trái thì em ghim sẵn như vậy rồi, về anh chỉ ghim vào bên trái như vậy. Đầu đen còn lại anh găm vào cái điện thoại phát Facebook thu âm gì đó. Màu xanh không xài em cuộc làm dấu nè. Rồi bây giờ em mở nhạc em ghim vô nha. Mở nguồn lên rồi mở nhạc ha. Mở nhạc. Anh nhớ nếu mở nhạc up lưng anh có kẹt thì anh tháp lưng nha. Cái này cái điện thoại này của em không có bị kẹt up lưng. Em tăng nhạc lên nè. Nhớ tăng nhạc nữa. Rồi bắt đầu em ghim dây clip vào nè. Ghim dây clip vào mới có nhạc nha. Ghim dây clip vào. Alo, nếu mà có tiếng nói của em mà có tiếng nhạc là ok. Em test một đoạn cho anh ha. Bài này là bài Thư cho vợ hiền, nhạc sống tướng cò. Vô. Nhớ là hát chế độ số 2 nha. Mình tắt nguồn mic, mình cũng đè 3 dây vào giống như mở nguồn điện thoại, tắt nguồn điện thoại vậy. Màu vàng gold. Tôi ở đơn vị xa đã lâu không về nhà, khu chiến từng quên tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân chân ngoài quen đi. Thư muốn gửi về em, chắc em không nhận đường. Vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư. Anh biết mình lo âu, ngày đó bồng con đứng nhìn ngoài kia trong dục vừng reo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình, giờ con đọc hay chưa, hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai,
bia sương nay lại về. Bên tiếng hào đoàn xa mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng đưa, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Rồi bấm đứng lại ha, bấm đứng nhạc lại. Anh tắt nguồn anh cũng đè vô 3 giây để mình tắt nguồn giống như điện thoại vậy đó. Mình đè từ 3 đến 5 giây và sạc là sạc cái lỗ giữa nha. Nếu mà anh có cái cục sạc Samsung á, thì mình sạc chung. Còn nếu mà ở nhà anh xài điện thoại iPad, iPhone gì đó thì anh sẽ lấy cái cọng cáp trong cái hộp này nó có tặng kèm, anh về anh gắm vào cục sạc, anh sạc được cái mic luôn nha. Rồi cảm ơn anh khách hàng ở Hùng Vương, Quang Trung, Con Tum ạ. Cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ C25 màu vàng gold kèm theo dây clip 3 màu. Rồi bây giờ anh tắt nguồn cho anh nha, anh nhìn nha.